Chào mừng quý vị quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách. Việc mua sắm của các chị em thì bình thường đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đặc biệt đối với những chị em mang bầu thì còn nhiều khó khăn hơn nữa, vì vừa phải lo toan việc tài chính này, chuẩn bị cho em bé, và đặc biệt là làm sao để lựa chọn được những trang phục mà phù hợp, thoải mái. Chính vì thế mà chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là lựa chọn đầm bầu cho bà mẹ sẽ là chủ đề mà đưa đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Có một nhà thiết kế dành cho những người đang mang thai. Xin được giới thiệu nhà thiết kế Ngô Mạnh Phương và giám đốc sáng tạo Tuấn Hiếu Anh. Trong thời kỳ mang thai thì có rất là nhiều vấn đề phải chuẩn bị này. Chính vì thế mà có nhiều người quan niệm là trong thời kỳ mang thai thì các cái bà bầu cảm giác như là không quan tâm để ý nhiều đến ngoại hình, đến trang phục, đúng không ạ? Thì bà bầu thì lúc có em bé thì cũng thay đổi nội tiết tố, nên là tinh thần các thứ nó cũng có vẻ kiểu hay khó chịu và không thoải mái như cũ. Thế nên với cả cũng một vấn đề nữa về tài chính thì lúc này là quan tâm đến con nhỏ hơn. Thế nên là các mẹ lúc này nghĩ là có thể hơi bỏ bê bản thân một chút xíu và tập trung vào con nhỏ và sức khỏe hơn trong giai đoạn này. Chắc ở đây chỉ có mỗi Mai Phương có kinh nghiệm đấy thôi, chứ còn tôi và bạn thì là người quan sát. Tôi có một người bạn khi mà mang bầu em đầu tiên thì bạn trong trạng thái y hệt như vậy, rất là không quan tâm đến quần áo mình mặc là gì, nhưng đen cho bạn một điều là sau bé đấy ngay liên tiếp bạn có thêm một bé nữa. Và lúc đấy bạn bắt đầu than rời than đất là bây giờ tôi không có một thứ gì mặc nữa. Và rất là nhiều người bạn trẻ khác thì ngay từ lúc mang thai thì họ đã biết đến cái cảm giác là phải làm đẹp cho bản thân mình rồi, bởi vì họ mong chờ đứa con ra đời lắm. Và lúc đấy họ là hơn lúc nào hết họ rất là chiều bản thân, và họ đã tìm những cái loại trang phục nó đúng là thời trang dành cho người đang mang thai, chứ không phải là giống như những người khác là lấy những cái áo size lớn hơn để mặc trong thời gian thai kỳ của mình. Vậy thì có cái khái niệm và định nghĩa về thời trang đầm bầu hay không ạ, thưa hai anh chị? Với tôi là có, bởi vì nó là một cái lĩnh vực thời trang chuyên biệt, nó khác so với cả các dòng thời trang bình thường khác. Còn giống với chị Mai Phương thì sao, một nhà thiết kế? Thì có, nên là hôm nay tôi mới có ngồi ở đây. Nhưng mà hiện nay thì cái xu thế thiết kế hiện đại thì nó cũng đã thay đổi hơn một chút. Bên chúng tôi thiết kế để cho các mẹ không chỉ mặc trong thời gian mang thai, còn là những cái thời gian sau sinh và đi làm nữa. Nó rất là đa di năng và tiện dụng hơn vào những giai đoạn sau. Nên là chuẩn bị cho từng giai đoạn. Tức là cái váy nó có thể mặc được nhiều dịp. Cũng một cái tiện lợi nữa là xu hướng thời trang bây giờ đang hướng tới dòng thời trang oversize, nên đâm ra thời trang có bầu hay là không có bầu đều đang lên ngôi, đúng không ạ? Nhưng mà để hiểu kỹ hơn thì nghĩa là một cái nhãn sản phẩm thời trang dành cho phụ nữ ở cái lứa tuổi trước khi có em bé, đang có em bé và sau khi có em bé, là cái lúc đấy là cơ thể đang thay đổi rất là nhiều, và họ sẽ chọn đến với những cái xu hướng đồ nó hơi rộng rãi hơn một chút. Và đặc biệt khi mà nhắc đến là khi mà cơ thể nó thay đổi thì cái thời trang đấy, đầm bầu đó, và nó có khác biệt nhiều so với những cái việc mà thiết kế thời trang thông thường không ạ? Có chứ ạ. Trước hết thì những cái dáng váy hoặc là các dáng đồ với váy thì phải dáng suông và rộng. Với những cái quần thì để cho các mẹ bầu mặc được thoải mái thì chúng tôi phải thiết kế những cái miếng đáp bụng bằng chun để còn nâng đỡ cái phần bụng đang to lên hàng ngày. Và quan trọng nhất nữa là cái phần chất liệu, làm sao nó phải thoải mái nhất có thể, chứ mẹ bầu không thể mặc những cái chất liệu nóng nực được, cơ thể nó càng khiến mình khó chịu hơn. Khi mà bạn xác định làm thời trang đầm bầu thì có những chi tiết như sau mình cần phải chú ý. Thứ nhất là cái cổ, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mặc những cái loại cổ cao rườm rà như thời thiếu nữ được. Thứ hai là phần bắp tay là thứ họ luôn luôn muốn che đi. Tiếp đến là chúng ta sẽ để ý là những cái ly ngực dường như là nó không còn ôm sát như thời gian phụ nữ nữa, mà nó có thể rộng rãi ra một chút và buông xuống eo và rộng tiếp xuống hông, và sau đấy có thể xòe ra một chút để tăng độ điệu đà. Cái quan trọng của một cái thiết kế thời trang cho người hơi mập và người có bầu nó cũng khá khá giống nhau. Nó thiên về cái xu hướng là suông ở dưới và tránh nhất là ôm eo. Thì làm sao để vẽ được ra những cái mẫu thiết kế dựa trên tiêu chí đấy là vẫn đẹp. Và để đáp ứng cái tiêu chí là vừa đẹp này, vừa có tính thời trang này, thì cái loại vải, cái chất liệu mà dành cho những cái thời trang đầm bầu đó sẽ như thế nào hả chị Phương? Tơ hoặc là để các mẹ bầu đi tiệc thì vải dệt kim từ chất liệu thun và cốt tông khiến cho các mẹ bầu thoải mái, và một số chất đồ lụa, đồ mặc nhà nữa để cho nó chất liệu nó được thoải mái nhất. Thường thì mọi người sẽ quan tâm đến là cái chất liệu nào là chất liệu gây ra sự nóng ở trong cơ thể. Đấy chính là cái mà nó không có nhiều cotton, mà nó có nhiều những con mà tôi gọi là dạng vải polyester, là
vải nó có nhiều hỗn hợp thì mặc rất là nóng và khó chịu. Thì điều đầu tiên là làm trang phục cho mẹ bầu, nhất là lúc đấy là cái sức khỏe họ rất là quan trọng, nên hãy chọn những cái vải nó càng thuần tự nhiên càng tốt. Nếu mà mọi người có thể pha thêm những chất liệu có co giãn thì cũng không sao. Và cái điều quan trọng nữa là mặc cảm thấy thoải mái. Cái chữ thoải mái ở đây không phải là phong cách mặc thoải mái, mà là mặc bộ quần áo và người cảm thấy thoải mái là hai thứ khác nhau. Người ta không cảm thấy bí bức khi mà tiếp xúc gần với cả làn da. Thường thì khi chúng tôi thiết kế, khi mà ra những cái mẫu đầu tiên thì bản thân tôi cũng phải kiểu dạng như là đeo một cái bụng bầu giả, thì để mặc thực, mặc thật thực tế, để mình cảm giác là khi mình mặc cái váy hoặc cái sản phẩm đấy thì đứng lên ngồi xuống rồi cử động chân tay xem là nó có thoải mái hay không. Và sau đó là tôi còn cũng phải giặt rồi test xem là sản phẩm đấy nếu mà có bị co hoặc là phai quá nhiều hay không, thì chúng tôi sẽ thẩm định lại những cái đấy. Tôi nghĩ là bạn phải chia ra làm vài giai đoạn. Tức là khi mà bụng cái bé xinh xinh thì lúc đấy tha hồ vẫn có thể mặc lại đồ cũ, chỉ cần rộng rãi hơn một chút. Nhưng mà đến cái tầm bụng rất là lớn và đến cái tầm sau sinh là hai giai đoạn, bọn mình sẽ tách biệt đi ạ. Có thể là cái lúc mà bụng lớn nhất rồi thì mệt nhọc, không quan tâm đến cái gì nữa rồi, thì hãy làm cái dạng váy dài suông để bạn giấu hết cơ thể mình ở trong đó. Và cái lúc đấy là họ khó khăn nhất. Và lúc đấy tôi hay nói là ừ thôi, hãy mặc những thứ thật dài để che đi nhược điểm cơ thể, cũng như là bạn dễ hoạt động mọi thứ. Còn cái điều thứ hai là sau sinh sẽ mặc gì thì đẹp. Sau sinh mặc gì thì đẹp? Ngay lúc mà sau sinh, phụ nữ chưa thể đã lấy được form dáng đúng không ạ? Chưa thể về được form dáng luôn, bụng còn rất là nhiều mỡ và vòng hai vẫn rất là to, thì là các chị vẫn mặc lại được những cái váy đấy, bởi những là cái váy nó là dáng A thiết kế suông thì nó lại che được cái vòng hai và nó vẫn tạo cảm giác thoải mái. Việc mà người mặc cũng như là người bán thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thì không biết là tại sao chị lại lựa chọn là đầm bầu làm cái hướng đi phát triển trong kinh doanh của mình? Khi lựa chọn cái thời trang này, đầm bầu này, thì đúng là một cái thị trường ngách. Cái thị trường này nó nhỏ hơn những cái thị trường thời trang phụ nữ bình thường hoặc là thời trang công sở. Nhưng mà bản thân thì trước đến nay tôi cũng có thời gian làm trong lĩnh vực thời trang thiết kế tương đối lâu. Đặc biệt sau khi lấy gia đình và sinh luôn hai đứa liên tiếp, thì trong cái thời gian đấy thì tôi cũng thấy là thời trang đầm bầu ở Việt Nam vẫn còn chưa được quan tâm nhiều. Và cũng có cái trải nghiệm của làm mẹ thực tế nữa, với cái đam mê thời trang là tôi bắt tay vào để làm ra cái dòng thời trang đầm bầu, làm sao để cho các mẹ vẫn lúc mặc thì được thanh lịch trang nhã và tự tin, đặc biệt là còn mặc được sau sinh nữa. Tôi có hai người bạn cùng học cùng thời lứa về thiết kế, thì có một người cũng đã rất là nhiều năm trước đã mở ra một nhãn đầm bầu rất là thành công ở Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau 10 năm thì cô ấy đã đóng và cô đi nước ngoài để sinh sống. Thì tôi cũng chơi rất là thân và chúng tôi thường trò chuyện với nhau về cái cách thiết kế trang phục. Thì cô có chia sẻ rằng là ừ, làm mãi những cái người mà quá khổ rồi, những người cơ thể sộc sạch thì cái niềm cảm hứng nó không nhiều, bởi vì ai cũng có một cái tư duy duy mỹ và thích làm cho những cô người mẫu the muse của bản thân mình, thì họ cứ bị làm đi làm lại như thế thì nhiều khi họ cũng bị chán. Thì tôi bảo ừ, tại sao bạn không làm những bà bầu kiểu cực kỳ thời trang cho tớ xem? Thì rõ ràng là cái cảm hứng nó cần phải đến từ thực sự mình yêu thích cái người nhân vật mình thiết kế cho, thì mình mới có cảm hứng sáng tạo. Và đừng bao giờ đi vào một lối mòn vào những thời gian trước khi sinh hoặc những thời gian sau sinh mà người nó hơi về được gọi là form chuẩn rồi, thì tại sao không mặc những bộ đồ thời trang và hãy cải biến một số thứ gì đó vào để cho họ mặc họ vẫn thấy à, tôi vẫn đang rất là thời trang, vẫn là đẹp trong thời gian lúc là đang mang bầu đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì hãy cùng mời quý vị khán giả cùng theo dõi những mẫu thời trang về đầm bầu, và đây sẽ là những gợi ý dành cho quý vị khán giả đang mang bầu.
ta vừa được theo dõi những mẫu đầm màu rất là phong phú, và không biết là chị lấy cảm hứng từ đâu để thiết kế bộ trang phục này ạ? Cảm hứng thì từ chính khách hàng và từ chính bản thân tôi. Tức là vừa muốn làm sao mà người đang không bầu, hoặc là đang cho con bú, hoặc là sau sinh, hoặc là đang trong bầu đều được đẹp. Cảm hứng là mong muốn là khách hàng mặc đẹp và bản thân mình cũng mặc đẹp. Mình thích cái gu đấy thì mình phát triển đồ theo cái hướng như vậy. Khi mà theo dõi đoạn clip đấy thì không biết anh Hiếu Anh có những cái chia sẻ hay là tư vấn gì về cách phối đồ trong lúc mà đang mang thai không ạ? Đầu tiên là cái cảm quan của tôi khi mà tôi nhìn vào bộ sưu tập vừa rồi, hoặc là đấy gọi là một mini collection thì đúng hơn, thì tôi sẽ nhìn nhận thấy là tất cả mọi thứ đang hướng tới một cái xu hướng gọi là vintage, là mặc những thứ gì rất là căn bản và nó hơi có cái gì đấy hoài cổ. Sự nữ tính được tăng lên rất là cao. Nếu mà bạn để ý về xu hướng mốt thì bạn sẽ thấy những cái váy gilet thì nó đang rất là thịnh hành trong mùa mốt thời gian này. Cái cách áp dụng xu hướng vào trang phục bầu là một thứ rất là hay. Và nhất là những cái ai mà thích cái xu hướng oversize thì có thể mặc cái đồ này kể cả bạn không có em bé. Cái quan trọng nữa là cách phối hợp thì nó tùy thuộc vào gu của từng người. Nếu bạn là một người điệu đà thì bạn sẽ thêm phụ kiện, túi xách, giày dép để tăng thêm màu. Bởi vì cái sưu tập vừa rồi màu rất là nhã nhặn. Có thể tôi nghĩ là cái người thiết kế họ không muốn làm cho những người mặc của mình là những cô gái nổi bật, mà là cứ đằm thắm ở trong cuộc sống này thôi. Nếu mà bạn là người thích nổi bật thì bạn sẽ dùng phụ kiện, túi tắm rồi những cái màu mè nó rực rỡ hoặc là lóng lánh lên thì nó cũng có thể match đối với bộ trang phục đấy. Nhưng cái điều mình có thể nhìn thấy là cái sự dịu dàng của người phụ nữ nó nằm ở trong bộ sưu tập này. Khi mà thiết kế thì cái việc mà lựa chọn màu sắc dành cho phụ nữ đang mang bầu thì nó có những cái đặc trưng gì không? Thực ra thì màu nào cũng sử dụng được, trừ một số gam màu nó quá nê ông, kiểu chóe chóe. Nhưng mà những cái gam màu mà cứ căn bản đen trắng, hoặc là những gam màu nhạt pastel là những gam màu mà khách hàng hoặc là các chị khách hàng lựa chọn và nhiều nhất. Họ tự tin khi dùng những sản phẩm như vậy, đủ để tôn dáng và cũng không phải quá nổi bật nhưng mà trông vẫn rất là nhẹ nhàng. Giống như là chị Phương có chia sẻ, đây là một cái ngành thời trang ngách và không có quá nhiều lượng khách đúng không ạ? Và chị có nghĩ rằng là đây là một cái thị trường rất là mạo hiểm để đầu tư không ạ? Thực sự là lúc đầu thì lúc tôi làm thì không nghĩ là làm chuyên về đồ bầu. Chỉ vì đúng là vẫn nghĩ là làm thời trang thiết kế bình thường thôi, nhưng mà chỉ vì một cái dáng suông mà rất là nhiều các khách hàng ủng hộ. Thế nên là ngay lập tức là tôi cũng chuyển hướng và sang thời trang đầm bầu như tôi có chia sẻ. Thì tôi nghĩ đây là cũng không hẳn là mạo hiểm. Tôi đã chọn được một cái vẫn là niềm đam mê của mình, và tôi cảm giác là thị trường vẫn đang cần nó. Phụ nữ luôn luôn cần đẹp, trong bất cứ giai đoạn nào phụ nữ luôn cần đẹp. Tôi nghĩ là tôi đã chọn đúng thị trường. Còn tôi thì tôi nghĩ là kinh doanh thời trang đã là mạo hiểm rồi. Có thể là bạn chọn những thứ cực kỳ an toàn mà bạn vẫn không có khách. Bạn chọn đồ tắm tự dưng bạn hot đúng không ạ? Và bạn chọn một cái ngành thời trang trẻ con hay đầm bầu mà cái số của bạn trở thành gọi là may mắn thì bạn sẽ có rất là nhiều khách hàng. Hôm nay mình có thể rất là nổi tiếng, được nhiều người mua, nhiều người ủng hộ, nhưng mà ngay ngày mai mình đã trở thành một người bên lề của cái công cuộc kinh doanh thời trang này rồi. Bạn làm bất cứ cái cuộc kinh doanh nào thì nó cũng là một cái thương trường mà thôi. Tôi nghĩ là có là đầm bầu hay là làm thời trang thông thường đi chăng nữa thì cái sự may mắn nó tồn đọng trong đấy cũng rất là nhiều. Và ngoài sự may mắn như anh Hiếu Anh nói thì cần cái sự đam mê và kiên trì để theo đuổi. Trong chương trình ngày hôm nay thì anh chị có muốn gửi lời khuyên gì đến với những khán giả, những bạn trẻ mà đang muốn học ngành thiết kế? Đã học thiết kế là một cái thứ bạn đã nói rằng bạn yêu thích rồi. Và cái quan trọng là bạn thể hiện tình yêu đấy như thế nào, chứ không phải yêu bằng miệng. Mình không đơn thuần trở thành một cái người gọi là copier, là hàng ngày lên chép ở trên mạng có gì hot và mình bắt chước. Không phải, mình hãy tự tin vào khả năng của mình, tạo ra những cái quần cái áo cho người khác mặc và mình hạnh phúc với điều đấy. Đấy mới là yêu. Làm bất cứ những cái việc gì trong cái ngành thiết kế này hoặc là bất cứ những việc khác, luôn mong muốn mang những cái gì tốt nhất, giá trị tốt nhất cho khách hàng thì mình sẽ thành công. Quý vị và các bạn thân mến, đã là phụ nữ thì dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thời gian nào cũng đều phải đẹp, và đặc biệt là trong thời kỳ mang thai. Và ngày hôm nay thông qua cuộc trò chuyện của chúng tôi thì hy vọng rằng sẽ bỏ túi cho quý vị khán giả những thông tin, những kiến thức về lựa chọn đầm bầu, làm sao để có thể thoải mái nhất, tự tin nhất và tươi vui nhất để chào đón những đứa con sắp ra đời. Và ở phần cuối chương trình ngày hôm nay, hãy cùng nào cùng dịch chuyển để cùng tìm hiểu một địa điểm lý thú mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị.